Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Xin chào tất cả các bạn. Ở bài hôm trước thì chúng mình đã giải quyết các bài tập về giải bài toán bằng cách lập phương trình rồi. Nó cũng biết một số dạng về giải bài toán bằng cách lập phương trình rồi, thì bài ở trong bài hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục giải quyết các bài toán này nhé. Xem cái phần này nó có những cái dạng bài nào khác. Thì chứng tỏ là các bạn thấy rằng ở cái bài hôm trước ấy, chúng mình thấy rằng cái việc chọn ẩn số cũng rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái kết quả. Nhiều khi là cái kết quả của một bài thì có một số bạn này lập phương trình khác và lại so kết quả với các bạn kia thì cứ nghĩ là sai ấy. Đó, thì mỗi bạn có một cái cách đặt ẩn khác nhau. Tuy nhiên nhớ là phải có chung một kết quả cuối cùng nhá. Khi người ta hỏi cái thường là người ta hỏi cái gì thì mình sẽ đặt cái đấy làm ẩn phụ. Đặt cái đó là ẩn. Rồi, chúng ta thấy rằng qua các bài toán trên thì ta thấy để lập được phương trình thì cần khéo chọn ẩn số và tìm được sự liên quan giữa các đại lượng trong một cái bài toán, lập bảng biểu diễn các đại lượng trong bài toán theo ẩn số và đã chọn là một phương pháp thường dùng. Đó, những cái bài toán như thế này thì cô khuyên các bạn là nên lập bảng nhé, thì sẽ dễ nhìn nhất. Ta đi vào cái phần ví dụ và ở cái bài toán này cô sẽ hướng dẫn các bạn lập bảng. Một xe máy khởi hành từ Hà Nội đi Nam Định với vận tốc 35 km/h. Sau đó 24 phút trên cùng tuyến đường đó, một ô tô xuất phát từ Nam Định đi Hà Nội với vận tốc 45 km/h, biết quãng đường Nam Định Hà Nội dài 90 km. Hỏi rằng sau bao lâu thì kể từ khi xe máy khởi hành hai xe gặp nhau. Ta phân tích bài toán như sau: hai đối tượng tham gia vào bài toán là ô tô và xe máy, còn các đại lượng liên quan là vận tốc đã biết, thời gian và quãng đường đi chưa biết. Đối với từng đối tượng, các đại lượng ấy quan hệ với nhau theo công thức. Các bạn biết rằng cái quãng đường đi thì bằng vận tốc nhân với thời gian, các bạn chú ý cái đơn vị nhé. Ví dụ quãng đường là km, vận tốc là km/h thì thời gian phải là giờ nhé. Còn nếu như vận tốc là m/s thì thời gian sẽ phải là giây, quãng đường sẽ là mét. Còn nếu như là vận tốc là m/s, thời gian đi thì cũng phải là phút, tức là nó sẽ phải đồng nhất với nhau. Nếu chọn một đại lượng chưa biết làm ẩn, chẳng hạn gọi thời gian từ lúc xe máy khởi hành đến lúc hai xe gặp nhau là x giờ, ta có thể lập bảng để biểu diễn các đại lượng trong bài toán như sau. Trước hết đổi 24 phút thành 2/5 giờ, xe máy và ô tô. Vận tốc 35, vận tốc ô tô là 45, thời gian đi của xe máy là x, thời gian đi của ô tô là x trừ đi 2/5. Và quãng đường đi sẽ là 35x này, 45 nhân với x trừ đi 2/5 là của ô tô, được chưa? Và hai xe đi ngược chiều gặp nhau, nghĩa là đến lúc đó tổng quãng đường hai xe đi được đúng bằng quãng đường Nam Định Hà Nội. Do đó ta có phương trình như sau: 35x cộng 45 nhân với x trừ đi 2/5 bằng 90. Đó chính là phương trình cần tìm. Đó, cái cốt là mình phải chọn cái ẩn như thế nào cho phù hợp ấy, thì mình sẽ giải được phương trình. Gọi thời gian từ lúc xe máy khởi hành đến lúc hai xe gặp nhau là x giờ. Điều kiện thích hợp của x là x lớn, phải lớn hơn 2/5, bởi vì nó tối thiểu là nó phải lớn hơn cái mà nó trừ đi. Trong thời gian đó, xe máy đi được quãng đường là 35x km, vì ô tô xuất phát sau xe máy 24 phút, tức là 2/5 giờ, nên ô tô đi trong thời gian là x trừ đi 2/5 giờ và đi được quãng đường 45 nhân với x trừ 2/5 km. Đến lúc hai xe gặp nhau thì tổng quãng đường chúng đi được bằng được đúng bằng quãng đường Nam Định Hà Nội dài 90 km, nên ta có phương trình là 35x cộng với 45 nhân với x trừ đi 2/5 thì bằng 90. Giải phương trình, ta sẽ đi giải cái phương trình này, ta được là 35x cộng với 45 nhân x trừ 2/5 bằng 90. Thì phương trình sẽ tương đương với 35x cộng 45x trừ đi 45 nhân 2/5 là bằng 18. Trước đấy có dấu trừ thì ta sẽ là dấu trừ bằng 90, và 35 cộng 45 là bằng 80.
80x bằng 108 thì x sẽ bằng 108 phần 80 bằng 27 phần 20. Giá trị này phù hợp với điều kiện của ẩn. Vậy thời gian để hai xe gặp nhau là 27 phần 20 giờ, tức là 1 giờ 20 phút kể từ lúc xe máy khởi hành. Ta sẽ đi trả lời cái hỏi chấm 1 nhé. Hỏi chấm 1 này. Trong ví dụ trên, ta thử chọn ẩn số theo cách khác, gọi S là S km là quãng đường từ Hà Nội đến điểm gặp nhau của hai xe, điền vào bảng sau rồi lập phương trình với ẩn S. Đây, đây cô sẽ vẽ nha. Vẽ sơ đồ, vẽ bảng nhé. Vận tốc này, quãng đường này, được chưa? Đây sẽ là thời gian đúng không? Được chưa? Thì ở đây nó sẽ là vận tốc này. Vận tốc đơn vị là giờ, km trên giờ đúng không? Rồi tiếp theo là quãng đường này. Quãng đường đơn vị là km này. Rồi tiếp theo là thời gian. Thời gian đơn vị là giờ. Được chưa? Đây là xe máy này. Đây là ô tô này. Được chưa? Rồi, thế cái vận tốc của mình là gì? Bây giờ người ta bây giờ người ta không gọi là vận tốc nữa đúng không, mà người ta sẽ gọi quãng đường là S, quãng đường đi của xe máy là S. Thế thì như thế thì các bạn thấy rằng là vận tốc của xe máy ban đầu là 35 đúng không? Thế vậy thì thời gian sẽ là gì? Thời gian sẽ bằng quãng đường chia cho vận tốc, tức là S trên 35. Thế còn bây giờ quãng đường đi từ Hà Nội đến Nam Định là 90 đúng không? Mà xe máy đi được S quãng đường thì quãng đường của ô tô sẽ là 90 trừ S đúng không? Bởi vì đây, họ đi được một cái quãng đường, đây, xe máy đi trước đúng không? Khởi hành từ Hà Nội đi Nam Định với vận tốc này. Sau 24 phút thì ô tô mới xuất phát, cho nên là quãng đường của ô tô sẽ là 90 trừ S. Và ở đây sẽ là 45, đúng không? Thế thì khi mà biết được quãng đường và vận tốc thì chỗ này sẽ là gì đây? 90 trừ S trên 45, đúng không? Thấy chưa? Đó, ta sẽ điền nhé. Vậy thì ô tô xuất phát sau xe máy đúng không? Sau xe máy 2/5 giờ. Đó, mình vừa đổi ở trên là 24 phút bằng 2/5 giờ đúng không? Cho nên là gì? Xuất phát sau đúng không? Nên là cái thời gian của xe máy sẽ bằng cái thời gian của ô tô cộng thêm với 2/5 giờ đúng không? Ô tô xuất phát sau, tức là nó đi mất nhiều hơn, mất nhiều thời gian hơn đúng không? Đây chính là cái phương trình. Đây là cái phương trình này. Khi mà mình đặt là S, được chưa? Rồi. Mình sẽ trả lời cái hỏi chấm 3 nhé. À, hỏi chấm 2. Hỏi chấm 2 là giải cái phương trình vừa nhận được rồi, suy ra đáp số của bài toán, so sánh hai cách chọn ẩn, em thấy cách nào cho lời giải gọn hơn? Ta giải cái phương trình này. Lại cái phương trình là S trên 35 bằng 90 trừ S trên 45 cộng với 2/5. Được chưa? Tương đương với điều gì nào? Mẫu thức chung của mình, mẫu số chung sẽ là 315. Thế thì đây sẽ là 9S trên 315 này. Đúng không? Rồi, bằng này. 315 mà chia cho 45 thì nhân tử phụ sẽ là 7 nhân 90 trừ đi S trên 315 cộng với bao nhiêu? 63 nhân 2 126 trên 315. Vậy điều này ta sẽ tương đương với điều gì nào? 9S bằng, ở đây thì lại tương đương được bởi vì là các cái mẫu số này nó là bằng nhau, nó không phụ thuộc vào cái biến nhé, không phụ thuộc vào ẩn, cho nên mình có thể viết dấu tương đương được. Nếu như mà cái ở bên dưới nó là ẩn thì chúng mình dùng dấu suy ra.
7 nhân 90 trừ đi s cộng với 126 tương đương với 9s thì bằng là 630 trừ đi 7s cộng với 126 tương đương với 9s cộng với 7s bằng 630 cộng 126 đúng không? Rồi, vậy tương đương với điều gì nào? Tương đương với 16s thì bằng 756. Vậy tương đương với s bằng 47,25 km. Được chưa? Đề bài người ta hỏi là gì nhỉ? Đề bài người ta hỏi là sau bao lâu thì kể từ khi xe máy khởi hành thì hai xe gặp nhau. Được chưa? Đây là mình mới tìm được quãng đường thôi. Quãng đường S chính là quãng đường mà xe máy đi ấy. Quãng đường mà đi từ Hà Nội đến điểm gặp nhau của hai xe thì thời gian để hai xe gặp nhau. Hai xe gặp nhau. Từ lúc xe máy khởi hành. Từ lúc xe máy khởi hành. Xe máy khởi hành. Đó, tìm được S xong rồi nhưng mà vẫn chưa xong đúng không? Chưa tìm được cái kết quả cuối cùng. Khởi hành đó là gì? Là S trên 35. Đây, S trên 35 tức là bằng 47,25 trên 35 và được bằng 27 phần 20 giờ đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ so sánh nào. So sánh hai cách chọn ẩn. Thì các bạn thấy rằng là rõ ràng là cái cách đầu tiên đúng không? Nó nhìn nó dễ chịu hơn mà nó ngắn gọn hơn, phương trình đơn giản hơn. Cái này mình không tìm được cái ngay ban đầu mà mình lại phải qua một cái bước nữa đúng không? Vậy thì so sánh hai cách chọn ẩn. Ta thấy rằng là thì cách đầu tiên cho cách giải ngắn hơn. Ngắn hơn. Vì phương trình đơn giản hơn. Vì phương trình đơn giản hơn. Đó là cái cách chọn. Chọn ẩn là thời gian. Là thời gian. Từ lúc xe máy khởi hành. Từ lúc xe máy khởi hành đến lúc hai xe gặp nhau. Đó, cái cách chọn này thì nhanh hơn nhé. Được chưa? Đấy là cái hỏi số 2. Thì thực ra để mà làm được cái bài các bài tập của phần bài này thì ta nên có một dành chút thời gian để chúng mình làm cái bài đọc thêm. Đọc cái bài đọc thêm này thì cô và các bạn sẽ cùng nhau đọc cái bài đọc thêm nhé. Bài toán của bài đọc thêm là cho một phân xưởng may lập kế hoạch may một lô hàng. Theo đó mỗi ngày phân xưởng phải may xong 90 cái áo. Nhưng nhờ cải tiến kỹ thuật phân xưởng này đã may được 120 cái áo mỗi ngày. Sau đó phân xưởng không những đã hoàn thành kế hoạch trước 9, thời hạn 9 ngày mà còn may thêm được 60 cái áo. Hỏi theo kế hoạch phân xưởng phải may bao nhiêu áo nữa? Một cái bài toán rất hay gặp trong cái phần bài tập của cái dạy bài toán bằng cách lập phương trình các bạn ạ. Và nó cũng rất hay có trong đề thi. Phân tích bài toán, ở đây ta gặp các đại lượng là số áo may trong một ngày đã biết và tổng số áo may và số ngày may chưa biết. Theo kế hoạch và thực tế đã thực hiện thì chúng ta có cái quan hệ như sau. Số áo may trong một ngày. Số áo may trong một ngày nó chính là cái năng suất mà người ta làm được đấy các bạn. Nhân với số ngày may sẽ ra cái tổng số áo may. Ví dụ như là cô có ví dụ đơn giản như là một bạn một lớp trồng cây chẳng hạn, ngày hôm nay lớp này trồng được 30 cây trong một ngày. Và ví dụ 30 cây đúng không? Mà trồng trong ví dụ chẳng hạn trong 3 ngày thì tổng số cây mà cái lớp này trồng được nó sẽ là
90 cây, đúng không? Đó, cái chọn ẩn là một trong các đại lượng chưa biết. Ở đây ta sẽ chọn X là số ngày may theo kế hoạch. Quy luật trên cho phép ta lập bảng biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng trong bài toán với những cái dạng giải toán bằng cách là phương trình này. Lập bảng là cái cách dễ hiểu nhất và giúp các em nhìn ra được cái phương trình nhanh nhất. Thì ta sẽ có bảng như sau. Cột thứ nhất là ta sẽ viết là theo kế hoạch và đã thực hiện. Cột tiếp theo ta sẽ viết là số áo may một ngày, tức là cái năng suất ấy. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ là số ngày may và cuối cùng là tổng số áo may. Theo kế hoạch thì người ta ban đầu người ta cho là theo kế hoạch thì phân xưởng này phải may xong 90 cái áo. Vậy ta điền số 90 vào đây. Thế nhưng mà theo theo đã thực hiện thì tức là theo thực tế thì người ta lại may được 120 áo mỗi ngày. Bây giờ mình gọi số ngày may là x. Đúng không? Rồi là vậy thì cái thực tế là người ta hoàn thành kế hoạch trước 9 9 ngày, vậy là thời gian sẽ là x trừ 9, ít hơn cái thời gian theo kế hoạch. Vậy thì mình áp dụng cái công thức như thế này thì số áo may trong một ngày nhân với số ngày may sẽ bằng tổng số áo may, tức là bằng 90 nhân x, đúng chưa? Thế còn theo đã thực hiện thì sẽ là 120 nhân x trừ 9, đúng chưa? Từ đó quan hệ giữa tổng số áo may đã may được và số áo may theo kế hoạch được biểu thị theo cái phương trình sau. 120 nhân với x trừ 9 bằng 90x cộng với 60. Số 60 là cái số mà người ta may thêm được đấy. Và lời giải như sau. Lập bảng này thì các bạn lập ra giấy nháp thôi, không cần phải trình bày vào bài. Lời giải thì nó sẽ là như thế này. Gọi số ngày may theo kế hoạch là x, điều kiện x lớn hơn 9, tổng số áo may theo kế hoạch là 90x, thực tế phân xưởng đã thực hiện kế hoạch trong x trừ 9 ngày và may được 120 nhân với x trừ 9 áo. Theo giả thiết số áo may được nhiều hơn so với kế hoạch là 60 chiếc nên ta có phương trình như sau: 120 nhân x trừ 9 bằng 90x cộng 60. Ta giải phương trình, trước hết chia cả hai vế cho 30. Ta sẽ được rằng là 4 nhân với x trừ 9 bằng 3x cộng 2. Ta sẽ được là 4x trừ đi 36 bằng 3x cộng 2. 4x trừ đi 3x chuyển sang một vế đúng không? Bằng 2 cộng với 36, vậy x bằng 38. Giá trị này của x phù hợp với điều kiện của ẩn. Vậy theo kế hoạch thì số áo phân xưởng phải may là 38 nhân 90 bằng 3420 áo, 3420 áo. Ta có chú ý như sau, trong cái cách giải trên đây, mặc dù bài toán hỏi rằng là tổng số áo may theo kế hoạch nhưng chúng ta đã không chọn đại lượng đó làm ẩn. Để so sánh em hãy chọn tổng số áo may theo kế hoạch đã làm ẩn điền vào bảng sau, suy ra phương trình ẩn T rồi giải bài toán. Đây, ta cũng có thể đặt cái như thế này. Ta sẽ điền nhé, ta sẽ điền vào cái bảng này nhé. Đây, cô sẽ điền luôn vào đây. Thế thì theo kế hoạch tổng số áo may là T, số áo may một ngày là 90. Ta áp dụng công thức là tổng số áo may bằng số áo may một ngày chia nhân tổng số áo may một ngày bằng số áo may tổng số áo may sẽ bằng số áo may một ngày nhân với số ngày may, thì cái này sẽ là T trên 90 đúng không? Rồi. Rồi, vậy thì cái số lượng mà áo may được trong thực tế ấy, thì nó nhiều hơn là 60, vậy sẽ là T cộng 60. Thì chỗ này sẽ là T cộng 60 chia cho 120, được chưa nhỉ? Vậy thì ta sẽ được là gì? Ta có phương trình. Ta có phương trình sẽ là gì? Số ngày may. Số ngày may theo kế hoạch thì nhiều hơn số ngày may đã thực tế là 9 ngày, cho nên ta sẽ có phương trình là T trên 90 trừ 9 thì bằng là T cộng với 60 trên 120. Ta sẽ giải bài toán như sau. Gọi T là tổng số áo may đúng không? Theo kế hoạch. Theo kế hoạch. Được chưa nhỉ? Tổng số áo may theo kế hoạch. Tiếp theo. Vậy thì số áo theo thực tế là
t cộng với 60, tại vì số lượng là nhiều hơn mà. Đây là t thuộc n. Sao? Rồi. Thế vậy thì số ngày mai theo kế hoạch là t trên 90 ngày, và số ngày may theo thực tế là t cộng với 60 trên 120 ngày. À, số áo là người ta ta đã biết là may trước thời hạn 9 ngày, vì theo thực tế phân xưởng may trước thời hạn, trước kế hoạch 9 ngày nên ta có phương trình là gì? T cộng với 60 trên 120, đúng không? Cộng với 9 bằng T trên 90. Đó, tức là cái thời gian theo kế hoạch ấy, số ngày may theo kế hoạch nó sẽ nhiều hơn số ngày may trong thực tế. Ta sẽ giải phương trình này, ta sẽ được cái phương trình là gì? Nào, cái này mẫu thức chung là mẫu mẫu số chung là 360. Ta sẽ được là bao nhiêu? 3 nhân với t cộng với 60 trên 360 cộng với này, 360 nhân với 9 đúng không? 360 nhân với 9 là 3240 trên 360 bằng 4t trên 360 đúng không? Tương đương với gì? 3t cộng 180 cộng 3240 bằng 4t, tương đương với này 4t trừ đi 3t bằng 180 cộng 3240, tương đương với t bằng 3420. T mình gọi là tổng số áo đúng không? Mình ra được luôn là t bằng 3420. Vậy số áo cần tìm là 3420 áo, đúng chưa? Ra luôn được cái câu hỏi người ta cần tìm ấy. Rồi ta đi vào phần bài tập nhé. Bài tập trang 30, sách giáo khoa. Ta sẽ bắt đầu vào bằng cái phần bài 37. Lúc 6 giờ một xe máy khởi hành từ A để đến B. Sau 1 giờ một ô tô cũng xuất phát từ A đến B với vận tốc trung bình lớn hơn vận tốc trung bình của xe máy là 20 km/h. Cả hai xe đến B đồng thời vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày. Tính độ dài quãng đường AB và vận tốc trung bình của xe máy. Thì chúng ta sẽ lập bảng và chúng ta sẽ tìm được cái phương trình nhé. Đó chính là cái bước phân tích bài toán. Phân tích bài toán. Bây giờ đề bài yêu cầu là tìm độ dài quãng đường AB và vận tốc trung bình của xe máy. Thì cô sẽ gọi cái x là vận tốc trung bình của xe máy, hiểu chưa? Thế thì cô sẽ có cái bảng như sau. Đây là xe máy.
Đây là ô tô. Đây là thời gian. Vận tốc. Quãng đường. Xe máy bây giờ mình gọi là x đúng không? Là thời gian. À vận tốc, mình gọi vận tốc là x. Thế thì người ta bảo là vận tốc trung bình của xe máy là đi bao nhiêu? Vận tốc chưa biết này, quãng đường người ta nói rằng là sau 1 giờ ô tô cũng xuất phát từ A đến B với vận tốc trung bình lớn hơn vận tốc trung bình của xe máy là 20. Vậy thì của ô tô sẽ là x cộng với 20. Cả hai xe đến B đồng thời vào lúc 9 giờ 30 phút. 9 giờ 30 phút. Vậy thì thời gian nó sẽ là 9 giờ 30 phút trừ đi 6 giờ sẽ là 3,5 giờ đúng không? Vậy thì quãng đường xe máy đi sẽ là 3,5x này. Và cái này sẽ là gì? Ô tô đi sau 1 giờ tức là giờ sẽ là 2,5. 2,5 đúng không? 2,5 nhân với x thì cộng với 20. Được chưa? Ta sẽ giải như sau. Gọi là vận tốc trung bình. Vận tốc trung bình. Ta tìm được vận tốc thì ta sẽ tìm được quãng đường AB của xe máy. Của xe máy. À, x sẽ lớn hơn 0, đơn vị là km trên giờ. Bây giờ thời gian xe máy đi từ A đến B đó là gì? 9 giờ 30 phút trừ đi 6 giờ sẽ bằng là gì? 3 giờ 30 phút. Được chưa? 3 giờ 30 phút tức là bằng 3,5 giờ. Rồi, ô tô đi sau đó 1 giờ đúng không? Ô tô xuất phát sau xe máy 1 giờ. Sau xe máy 1 giờ tức là 3,5 trừ đi 1 là 2,5 giờ. Được chưa? Vậy thì quãng đường AB xe máy đi đi từ A đến B đó là gì? 3,5x. Được chưa? Rồi, tiếp theo này, vận tốc trung bình của ô tô lớn hơn vận tốc trung bình của xe máy là 20 km/h nên vận tốc trung bình của ô tô là x cộng với 20 km/h. Được chưa? Vậy thì quãng đường ô tô đi từ A đến B đó là gì? 2,5 nhân với x cộng với 20. Được chưa nhỉ? Rồi, vì quãng đường AB không đổi nên ta có phương trình sau. Phương trình đó là gì? 2,5x cộng với 20 bằng với 3,5x. Ta sẽ giải cái phương trình này. Tương đương với 2,5x cộng với 5.
50 đúng không? Năm mươi bằng 3,5x, vậy tương đương với gì? 50 bằng 3,5x trừ đi 2,5x bằng x sẽ bằng 50 đúng không? X của mình ban đầu mình gọi là vận tốc trung bình của xe máy, tức là x bằng 50 km/h. Vậy thì quãng đường AB sẽ là gì? Quãng đường AB mình nhân với cái nào cũng được, tính theo xe máy cũng được, ô tô cũng được nhá, sẽ là 3,5 nhân với 50 và bằng bao nhiêu? 175 km. Vậy AB bằng 175 km, được chưa nhỉ? Đây là bài 37 nhá. Tiếp theo ta xem bài 38. Điểm kiểm tra toán của một tổ học tập được cho trong bảng sau. Điểm số này số 4. Điểm 4 thì có một bạn này. Điểm 5 này, sao này. 7 là có hai bạn. 8 là có 3. 9 là sao này. Thì tổng số trong một cái tổ đấy là 10 bạn. Biết điểm trung bình của cả tổ là 6,6. Hãy điền các giá trị tích hợp vào hai ô còn trống được đánh dấu sao. Bây giờ chúng ta sẽ gọi x là số học sinh, chính là tần số đấy, tức là số bạn ấy, tần số được điểm 5, được điểm 5 nhé. Các bạn cũng có thể gọi cái bạn được điểm 9 được, được điểm 5. Rồi x phải thuộc vào tập n đúng không? 0 nhỏ hơn bằng x nhỏ hơn bằng 4. Tần số nó sẽ phải lớn hơn bằng 0 và nhỏ hơn bằng 4. Được chưa? Để cho tổng của nó sẽ bằng 10 mà. Rồi, thì tần số hay số học sinh được điểm 9. Số lần xuất hiện số học sinh được điểm số 9 thì sẽ bằng cái số 10 này trừ đi đúng không? Là 10 trừ đi 1 trừ đi x trừ đi 2 trừ đi 3 đúng không? Sẽ là bằng bao nhiêu? 10 trừ 1 là 9, 9 trừ 2 là 7, 7 trừ 3 là 4, 4 trừ đi x. Rồi, bây giờ các bạn đã học cái phần tần số rồi đúng không? Thống kê ở phần lớp 7 rồi, ở lớp 7 rồi. Thì cái điểm trung bình của cả tổ là 6,6, là 6,6 đúng không? Nên các bạn có nhớ công thức không? Ta sẽ được là 4 này nhân với 1 này cộng với 5 nhân với x này cộng với 7 nhân với 2 này cộng với 8 nhân với 3 này cộng với 9 nhân với đây. Sao ở đây này chính là cái 4 trừ x này đúng không? 4 trừ x chia cho bao nhiêu? Chia cho tần số n 10 đấy đúng không? Bằng 6,6. Mình sẽ giải cái phương trình này thì mình sẽ tìm ra được x thôi. Và tương đương với gì? 4 cộng với 5x cộng với 14 cộng với 24 cộng với 36 trừ 9x bằng bao nhiêu? 66 đúng không? Mình nhân chéo lên thôi. Tương đương với điều gì? 5x trừ 9x là trừ 4x. 4 cộng 14 là 18. 18 cộng với lại 24 là 42. 42 cộng với 36 là bằng 78. 78 trừ đi 66 bằng bao nhiêu? Bằng 12 đúng không? Cộng 12 bằng 0. Vậy tương đương với trừ 4x thì bằng trừ 12. Tương đương với x thì bằng 3. Vậy là có 3 bạn được điểm số là 5 điểm đúng không? Vậy ta điền bảng như sau. Xong rồi, cô sẽ điền như sau. Đây là điểm số này, điểm số này, rồi đây là tần số này, tần số đúng không?
4 là có một bạn, 5 thì đây mình vừa tìm x được là bằng 3 thì ta sẽ điền số 3 này. 7 thì có hai bạn này, 8 thì có ba bạn này. Rồi số 9 nào. Số 9 là số tần số học. Số học sinh được 9 điểm là 4 trừ x tức là một bạn đúng không? Và n tổng bằng 10 chưa? Thử lại này, 1 cộng 3 là 4, 4 cộng 2 là 6, 6 cộng 3 là 9, 9 cộng 1 là 10, được chưa? Rồi, đấy là bài 38 nhé. Bài 39 nào. Lan mua cả hai loại hàng và phải trả tổng cộng là 120.000 đồng, trong đó tính cả 10.000 đồng là thuế giá trị gia tăng, viết tắt là thuế VAT, thuế VAT ấy. Biết rằng thuế VAT đối với loại hàng thứ nhất là 10%, thuế VAT đối với loại hàng thứ hai 8%. Hỏi nếu không kể thuế VAT thì Lan phải trả mỗi loại hàng bao nhiêu tiền? Ghi chú thuế VAT là thuế mà người mua hàng phải trả, người bán hàng thu và nộp cho nhà nước. Giả sử thuế VAT đối với mặt hàng A được quy định là 10%, khi đó nếu giá bán của A là A đồng thì kể cả thuế VAT người mua mặt hàng này phải trả tổng cộng là A cộng 10% A đồng. Rồi, chúng ta sẽ đi phân tích bài toán trước nhé. Phân tích này. Phân tích. Bây giờ mua hai loại hàng phải trả tổng cộng 120.000 đồng. Vì trong 120.000 Lan Lan có bao nhiêu? 10.000 đồng là đóng gì? Đóng thuế. Thuế VAT nên giá gốc. Nên giá gốc của hai sản phẩm không tính VAT. Không tính VAT là 110.000 đồng. Đúng không? À, ta sẽ có bảng như sau, các bạn chú ý nhé. Đây là hàng 1, hàng 2. Rồi, đây là giá gốc này. Còn đây là thuế VAT. Thế bây giờ giá gốc của cái này, ví dụ cô gọi là x chẳng hạn, thì thuế thuế VAT của nó sẽ là 0,1x. Thuế ở đây 10%, 10% tức là ứng với 0,1 đấy, 0,1x này. Thế còn cái hàng 2 thì tổng của hai hàng là 110.000, thì trừ đi hàng 1 nó sẽ là trừ đi x. Và khi đó VAT nó sẽ là gì? Thuế VAT đối với loại hàng thứ hai là 8%, tức là 0,8 nhân với 110.000 trừ đi x. Được chưa? Rồi, ta sẽ giải phương trình như sau. Gọi giá gốc của mặt hàng thứ nhất. Mặt hàng thứ nhất là x, không nhỏ hơn x, nhỏ hơn 110.000 đồng. Chưa? Vì trong 120.000 Lan trả có bao nhiêu nhỉ? Có 10.000 đồng thuế VAT, VAT nên tổng giá gốc của hai mặt hàng sẽ là 120.000 trừ đi 10.000 bằng 110.000 đồng. Được chưa? 110.000 đồng.
Vậy thì giá gốc của mặt hàng thứ hai sẽ là 110.000 trừ đi x đồng đúng không? X này đơn vị cũng là nghìn đồng đấy các bạn nhé. Rồi, thế thì như thế thì thuế VAT của mặt hàng thứ nhất là gì? 10% của x tức là bằng 0,1x đồng đúng không? Rồi, thuế của mặt hàng thứ hai đó là gì? Mặt hàng thứ hai người ta cho là 0,8 tức là 8% tức là 0,8 nhân với 110.000 trừ đi x đúng không? Đồng. Thế theo bài ra thì người ta bảo là tổng thuế VAT là 10.000 đồng. Theo bài ra ta có theo bài ra tổng thuế VAT là 10.000 đồng. 10.000 đồng đúng không? Nên ta có phương trình. Phương trình là gì? 0,1x cộng với 0,8 nhân với 110.000 trừ đi x bằng 10.000 đồng đúng không? Ta sẽ giải cái phương trình này. Ta sẽ được là gì? 0,1x cộng với bao nhiêu? 8.800 trừ đi 10.000. Rồi, xin lỗi các bạn rằng là cái chỗ này là 8% chứ không phải 80%, cho nên cái này phải là 0,08 này. Được chưa? Xin lỗi các bạn về cái chỗ này nhá. Thì ở đây phải là 0,08 ạ. 0,08. 0,08, được chưa? Mình sẽ sửa một chút nhá. Đây là 0,08 thì ở đây sẽ là nhân thì sẽ là 8.800 trừ đi 0,08x này bằng 10.000 đúng không? Và ta sẽ được là gì? 0,1 trừ đi 0,08 sẽ là 0,02x bằng này 1.200. Vậy tương đương với x sẽ bằng là 60.000 đồng. Thì nó có thỏa mãn điều kiện không? Thỏa mãn điều kiện đúng không? Rồi cái 60.000 này nó chính là cái giá gốc của hàng 1 đúng không? Vậy giá gốc của hàng 2 nó sẽ là 50.000 đúng không? Vậy thì không kể VAT. Không kể VAT. Hàng 1 có giá gốc là 60.000. Hàng 2 có giá 110.000 này trừ đi 60.000 này bằng 50.000 đồng, được chưa? Đơn vị là đồng nhé. Được chưa? Rồi, vậy là mình đã giải quyết xong bài tập của phần giải bài toán bằng cách lập phương trình phần tiếp theo. Các bạn theo dõi video tiếp theo để xem sang phần luyện tập nhé. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.